Hello, chào mọi người, chào các bạn thân yêu. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip vui chơi. Đó là điều khiển bút bằng mắt. Đây là cái bút bi mà hàng ngày mình vẫn viết bài đó. Rồi hôm nay mình sẽ dùng mắt để di chuyển bút sang trái hoặc sang phải. Mời các bạn theo dõi nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho chú bút vào lòng bàn tay mình vậy nè. Nha, các bạn chú ý nha. Đưa hai ngón tay lên. Wow, bút bi thân yêu. Wow, trái cực ta. Wow, phải. Wow, trái. Wow, phải. Wow, trái. Qua phải, qua trái, qua phải, qua trái, qua phải, qua trái. Chào mọi người đi, chào mọi người. Các bạn thấy như thế nào? Nếu hay thì cho mình một like nha. Bye bye, chào mọi người.